Podcast Go USA. Mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7 năm 2021. Và nhân dịp ngày lễ độc lập này, gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và đầm ấm bên người thân yêu của mình. Và Hasco sẽ chia sẻ đến với quý vị một bài viết rất tuyệt vời của tác giả Uyên Lê, đó là Nước Mỹ Cổ Ai. Sau đây là nội dung. Đúng ra thì tôi không muốn nói, nhưng sau nhiều ngày đọc quá nhiều những chuyên gia bình luận chửi bới nhau để phân định nước Mỹ vĩ đại hay không vĩ đại, nước Mỹ có phải là thiên đường hay không, rồi cách nghĩa về cụm từ America First, Make America Great Again, đủ theo các cung bậc rất ư là dân tộc tính. Có kẻ gào lên nước Mỹ chưa bao giờ bị chia rẽ như lúc này kể từ sau nội chiến. Có thật vậy không? Đã có ai trong tất cả những người đó suy nghĩ thấu đáo về nước Mỹ và người Mỹ là ai chưa? Chắc là chưa. Nước Mỹ là nước Mỹ. Trong nó vẫn tồn tại những xung đột nội tại và người Mỹ vẫn đấu tranh và cùng nhau vận hành từ thế kỷ này qua thế kỷ khác để giữ cho nước Mỹ tồn tại và phát triển. Nếu những ai đã có học và nghiên cứu sâu về lịch sử Mỹ, họ sẽ không bao giờ phát biểu hay chửi nhau hoặc đặt ra những câu hỏi rất ngớ ngẩn như trên. Hãy nhìn lại tổng quan nước Mỹ, lịch sử hình thành và phát triển của nước Mỹ. Trước tiên, nước Mỹ sơ khai không dành cho những kẻ nhát gan và suy nghĩ chung chung kiểu bầy đàn, ai sao tôi dạy. Nước Mỹ là của những người tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nước Mỹ không dành cho những người mang suy nghĩ về những luân lý xáo rỗng của những đế quốc giả, của những lục địa cũ, của những nền văn minh đã chết, mà là dành cho những người dám chống lại những điều đó để tạo ra sự khác biệt. Nếu Thomas Jefferson, một quý tộc thuộc Hoàng gia Anh, tổng thống thứ ba của Mỹ, đã không cãi lại cha mình với câu nói bất hủ, vua nước Anh là vua của cha chứ không phải là vua của con. Nếu George Washington không từ bỏ mọi quyền lợi của một công chức thuộc địa và cùng nhiều người Mỹ can đảm khác làm một cuộc cách mạng giành độc lập từ đế quốc Anh thì đã không có nước Mỹ hôm nay. Cách vận hành nước Mỹ ngay từ đầu cho tới nay luôn là America First, tức là quyền lợi của nước Mỹ luôn là số 1 trên tất cả mọi thứ, chứ không phải ngày nay mới có. Cũng như chính sách, không có kẻ thù vĩnh viễn, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi nước Mỹ là vĩnh viễn, luôn nhất quán trong chính phủ Mỹ từ ngày lập quốc cho tới nay. Vì vậy, những kẻ chửi rằng Tổng thống đương nhiệm nước Mỹ là ông Donald Trump trước đây đang đi ngược lại xu thế chung của thế giới là những kẻ ngu xuẩn, không biết gì về nước Mỹ. Chỉ những ai đang đi ngược lại với di thư của vị Tổng thống lập quốc Washington mới là những kẻ phản quốc. Hiến pháp Mỹ là nền tảng cho lập pháp Mỹ ngày nay. Chính vì nước Mỹ luôn có những xung đột nên buộc chính phủ Mỹ phải điều hành và phân xử bằng luật pháp. Không một người Mỹ gốc nào cho nước Mỹ là vĩ đại hay thiên đường, bởi hơn ai hết họ biết tổ tiên của họ đã trải qua những gì. Nếu ai hiểu được nguồn gốc của những từ Big Apple, Gretchen, Spaghetti, Walrus, Yankee thì chắc họ không bao giờ tranh cãi hay đặt ra những câu hỏi như trên. Người ta thi vị hóa, anh hùng hóa những cowboy viễn Tây với những hình ảnh những tài tử sinner đẹp trai, đầy chất lãng tử, nhưng cuộc sống thực tế của họ đâu được như vậy. Họ phải chiến đấu để bảo vệ đàn gia súc và đất đai của họ từ những kẻ cướp vũ trang và người da đỏ. Và tôi chỉ viết đúng những gì lịch sử xảy ra và tôi không kết luận là người da đỏ quấy phá, nên vui lòng hiểu đúng những gì tôi viết, đừng suy diễn. Họ đã phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt miền viễn Tây hoang dã để tồn tại và làm nên một nước Mỹ như hiện nay. Ngày nay, người ta chỉ thấy California giàu có mà chưa bao giờ biết rằng ở đó đã từng là vùng đất vô chính phủ của những người đi tìm vàng và của những băng đảng tội phạm vũ trang tới tận răng và còn nhiều thứ khác nữa. Hầu hết, người ta chỉ biết về cuộc chiến tranh giành độc lập và nội chiến hai miền Nam Bắc của Mỹ, mà người ta chưa từng biết Mỹ đã từng có cuộc chiến với người Pháp gọi là Washiwa năm 1789 và năm 1800, và cuộc chiến với Mexico năm 1846 và năm 1848, và sau hiệp ước ngày 2 tháng 2 năm 1848 đã chấm dứt chiến tranh. California trở thành tiểu bang của Mỹ chính thức vào ngày 9 tháng 9 năm 1850 và hàng loạt cuộc chiến giữa người da đỏ bản địa cho tới khi chính phủ Mỹ ra đạo luật IRA ngày 18 tháng 6 năm 1934. Và tiếp sau đó là những cuộc đấu tranh phân biệt chủng tộc và bình đẳng giới, nước Mỹ đã tự điều chỉnh liên tục để phát triển cho tới ngày nay. Có nhiều kẻ hô hoán là chính phủ hiện tại, tức là chính phủ thời của Tổng thống Trump đang lấy quân đội để đàn áp dân. Nhưng thực tế trong lịch sử, Tổng thống Washington đã từng điều quân đội để dập tắt những cuộc nổi loạn của những kẻ muốn khôi phục chế độ thuộc địa.
Cũng như vào thập niên năm 1960, chính phủ Mỹ đã từ điều quân đội trấn áp những kẻ nổi loạn ở tiểu bang Ohio, nhưng may mắn là mọi sự bình yên trở lại chưa có đổ máu. Vào lúc đó tại Việt Nam, những đứa điếm thúi nhân dân dân chủ đang quậy ban tàn nước miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa chưa chạy qua Mỹ, nên có đứa nào biết nước Mỹ thực tế trong quá khứ mà tròn méo ra sao? Nước Mỹ hiện tại đang bị méo mó là do chính hệ thống truyền thông Mỹ đang cố tình định hướng và mạng xã hội đang kết nối toàn thế giới phản biện lại truyền thông. Mọi sự thật trần trụi phơi bày một cách chân thật nhất mà từ trước đây, đó là đặc quyền của truyền thông. Một phần khác, chính Tổng thống thứ 45 là vị Tổng thống đầu tiên tuyên chiến với truyền thông, đó là ông Tổng thống Donald Trump. Truyền thông đang mất dần uy tín và quyền lực, vì vậy họ ngày càng luyến sâu vào sai lầm của họ. Còn nước Mỹ vẫn là một nước Mỹ như đặc tính của chính nó từ ngày lập quốc. Nhưng điều duy nhất nước Mỹ khác các quốc gia khác là nước Mỹ luôn dành cơ hội cho tất cả những ai mang cho mình ước mơ, dù đó là những ước mơ điên rồ nhất. Và những người nỗ lực hết mình luôn được đền bù xứng đáng, nhưng người ta vẫn hay đùa là giấc mơ Mỹ. Vì vậy, những ai đang mơ màng về nước Mỹ hãy tỉnh mộng đi, đừng bao giờ huyễn hoặc mình rồi khi giấc mơ màu hồng vỡ vụn, quay ra chửi bới nước Mỹ. Một câu cuối cùng dành cho tất cả, người Mỹ gốc không bao giờ quan tâm người khác đánh giá về nước Mỹ ra sao vì họ bận làm việc xây dựng để giữ gìn những giá trị Mỹ mà chính tổ tiên của họ đã tôn tạo. Và lời cuối tác giả Uyên Lê đã nói tiếp, người Mỹ gốc là những người Mỹ được sinh ra và lớn lên tại Mỹ, bao gồm mọi màu da và họ đang bảo vệ chính giá trị bản sắc của dân tộc họ, vui lòng đừng chụp mũ tôi, chỉ nói về người da trắng. Và vui lòng đừng thêm hay suy diễn để bóp méo những gì tôi viết để nâng tầm quan điểm, vì tôi không đưa ra bất kỳ quan điểm gì ở đây, tôi chỉ viết đúng những gì lịch sử đã diễn ra. Và giấc mơ Mỹ có rất nhiều người khao khát phải không thưa với quý vị? Và đúng, Mỹ không phải là tất cả, nhưng mọi người đã làm tất cả để đến Mỹ. Cảm ơn quý vị đã xem video và chúc cho quý vị có một ngày lễ độc lập thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Và sắp tới, Hasgo sẽ thường xuyên chia sẻ đến với quý vị về tin tức của Hoa Kỳ, cũng như livestream vào mỗi buổi sáng để chia sẻ đến với quý vị về tin tức của Hoa Kỳ để quý vị hiểu thêm về nền dân chủ của Mỹ. Cảm ơn quý vị đã xem video và nếu quý vị thích, xin đừng quên like và subscribe cho channel của Hasgo nhé. Hasgo sẽ giới thiệu đến với quý vị về 3 channel mới của Hasgo để có một số quý vị không có thông tin có thể tìm hiểu thêm một số thông tin mà Hasgo chia sẻ. Mến chào toàn thể quý vị, ngày hôm nay channel Hasuko gửi lời chào đến toàn thể quý vị và chúc cho quý vị có nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hasuko cảm ơn toàn thể quý vị đã lựa chọn channel của Hasuko để theo dõi tin tức ở Hoa Kỳ cũng như một số thông tin liên quan đến đời sống xã hội. Và hiện nay ở channel Hasuko USA đã có hơn 80.000 lượt subscriber, còn ở Hasuko Vlog đã hơn 15.000 subscriber. Rất là cảm ơn những tình cảm thân thương của quý vị khán giả. Và hiện nay Hasuko muốn chia sẻ thêm về một cái chủ đề liên quan đến bất động sản Mỹ. Chúng ta ở đâu cũng vậy, an cư mới lập nghiệp phải không quý vị? Và để tiện cho quý vị theo dõi từng chủ đề khác nhau, chính vì như vậy, cho nên Hasuko đã tạo thêm một channel mới, đó là Hasuko Tất Giật, chuyên về chủ đề bất động sản Mỹ cũng như những thông tin liên quan đến cuộc sống Mỹ. Tiếp theo là Hasuko Vlog sẽ chia sẻ đến với quý vị những thông tin về đời sống xã hội. Tiếp theo là Hasuko USA chia sẻ đến với quý vị về thông tin về tin tức Hoa Kỳ và tin tức toàn thế giới cũng như một số vấn đề khác liên quan đến di trú Hoa Kỳ. Như vậy, Hasuko đã có 3 channel với 3 chủ đề khác nhau như vậy. Với 3 chủ đề khác nhau như vậy, quý vị độc giả, quý vị khán giả có thể lựa chọn để theo những cái chủ đề mình mong muốn. Và rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý vị. Mỗi một cái kích chuột của quý vị làm Hasuko có nhiều động lực hơn để làm nhiều video hay hơn. Và khi Hasuko chia sẻ về tin tức hay là thông tin về đời sống xã hội, luôn đặt một cái tiêu chí đó là sự trung thực. Sự trung thực hay là sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Trong quá trình thực hiện video cũng không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý chân thành của quý vị khán giả. Quý vị khán giả có thể liên hệ, có thể gửi mail cho Hasuko qua email hasuko99a@hotmail.com. Hoặc là đường link Facebook Hasuko có để trong mô tả của những video, đó là Hasuko. Nick Facebook của Hasuko cũng vẫn là tên Hasuko nha quý vị.
Nếu quý vị thích, xin đừng quên like và subscribe cho channel của Hasuko nhé. Quý vị nhớ nhé, Hasuko có tới 3 channel. Channel Hasuko USA chuyên về tin tức Hoa Kỳ và cũng như một số thông tin về vấn đề di trú. Tiếp theo là channel Hasuko Vlog về thông tin đời sống xã hội. Tiếp theo là channel Hasuko Tessert chuyên về chủ đề bất động sản Mỹ cũng như cuộc sống Mỹ. Cảm ơn quý vị đã xem video. Chúc quý vị có nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video sau. Now. Ah!